vai gầy nặng trĩu gánh non sông. 3 năm rồi xa cách hoàng cung, xa mẫu hậu, xa miền kinh địa. Không biết bây giờ người xưa cảnh cũ có nhớ nơi này một công chúa nhà Lê. Lời mẫu hậu khuyên răng, lời truy cẩn dặn dò, khi ta về với người ta không yêu không quý, chẳng qua là để mắt bình vương đừng động đến 300 năm nghiệp đế của Lê triều nơi đất tổ Bắc Hà. Vậy mà giờ đây ta chẳng thể nào ngờ, cứ mỗi ngày sống cùng Nguyễn Huệ, càng thiết tha, càng yêu quý chàng hơn. Với chàng ta đã có 2 con. Ôi, Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn. Giờ như lúc này ta được ở bên chàng, để cùng chàng san sẻ với nhau những điều ước nguyện. Sao buồn quá? Phải chăng nàng đang trách gì Nguyễn Huệ, hay là nàng đang nhớ đến Thăng Long? Tướng công, tiếp làm sao có thể giấu chàng được? Nhưng tướng công ơi, có khi nào chàng nhớ đất Tây Sơn? Tướng công, cũng như thiếp nhớ Thăng Long, và có khi nào chàng nghĩ sẽ đưa thiếp về thăm nơi ấy? Đất Tây Sơn ư? Đất Tây Sơn thì làm sao Huệ này quên được? Đó là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi những buổi chiều tà nghiêng xuống giữa núi rừng bao la. Và Võ Văn Dũng từng đánh đuổi quân Nguyễn khi chúng vào làng quê ướp pha, cũng là nơi thầy giáo hiến dạy ta từ đường roi thế vòng. Và khi phát hiện ngang của bậc trưởng phu trong cõi khi phong trần, bấy nay ta những một thuở trời nam ngàn năm nhất thống mơ giang xa vững bền cùng nhau ta giao khắp mọi miền ngọc hưng nguyện huệ ấy tình tri âm. Và khi đó nàng ơi chắc hẳn bước chiến chinh ta nào có phải bằng tâm, bởi vì bấy chày công chúa ngọc hân nghe quyền duyên phận tình không đơn vẹn tình bởi ta.
vậy mà. Vậy mà nước vẫn chưa yên, lòng ta đâu đâu niềm tin, niềm tin mỗi ngày. Thật là có lỗi, việc nước biết bao điều chẳng phải bằng tâm, thì có thời giờ đâu mà nghĩ đến Ngọc Hân. Ngọc Hân, tình yêu của nàng đối với ta không thể diễn tả bằng lời cho hết được. Tương công, ngày ấy khi cưới thiếp, có khi nào chàng nghĩ rồi sẽ hiu thiết chăng? Thật ra ta cũng rõ thâm ý của phụ hoàng khi gả nàng cho ta. Thế nhưng... Nhưng sao? Thế nhưng ta biết làm sao hại được Huệ này. Và... Và có phải muốn thử xem con gái Bắc Hà? Ngọc Hân... Tương công... Nàng lúc nào cũng hiểu được ý của ta. Tương công... Ngọc Hân... Dạ, trình chúa công. Điều chi? Dạ, có hoàng thân Lê Duy Trí là cháu của công chúa Ngọc Hân xin được vào bái kiến. Và có đô đốc Tuyết từ Thăng Long về báo việc binh khẩn cấp ạ. Có đô đốc Tuyết từ Thăng Long về báo việc binh khẩn cấp ạ. Quân, dạ, mời đô đốc Tuyết về nơi soái phủ và điều lệnh ta họp ngay chư tướng, rõ chưa? Dạ. Ngọc Hân, nàng hãy ở lại đây tiếp hoàng thân nhé. Không biết Lê Duy Trí còn thân ta hay có chuyện chi. Nó là em của Duy Kỳ, chiêu thông cháu ta. Nhưng đối với ta, nó không phải là kẻ có tình, có nghĩa. Hay là nó vào đây là để dò xét việc binh cơ của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ mà đỗ đắp tuyết từ Thăng Long về khẩn cấp báo tin. Trước đây chú ta Lê Duy Hiên cũng bảo vào thăm công chúa Ngọc Hân, nhưng thực ra là theo lệnh của chiêu thống và bằng công hữu trình vào Phú Xuân để đòi lại Bắc Nghệ An. Để rồi có đi mà không bao giờ trở lại. Còn bây giờ cháu chỉ vào đây thăm hoàng cô và trình bức thư này thôi à. Kìa Duy Trí, mẫu hậu ta có được bình an và hoàng cung có khác nhiều hơn trước? Dạ thưa hoàng cô, mọi việc chẳng lấy gì là tốt đẹp cho lắm, nhưng xin hoàng cô hãy xem bức thư này rồi sẽ rõ à. Nguyễn Huệ tiếng rằng rò lên, nhưng lòng dạ khó lường. Thế địch lấn áp thả hoàng cung, triều đình túng thế phải gả em cho Huệ. Nhưng anh tin em mãi mãi là người của họ Lê ta. Với anh, tuy Huệ đã đưa anh ra làm giám quốc, nhưng anh đức mộng tài hèn vẫn mong tử tôn chiêu thống trở về. Nay tỷ tôn đã cầu nguyện được thiên triều, 29 vạn quân của đại quốc sắp tới sẽ đánh thẳng vào Phú Xuân lấy đầu Nguyễn Huệ. Nay anh viết thư này, mong em hãy gấp báo việc binh cơ của Huệ thế nào để ta tiện về tiêu diệt. Lê Duy Trí sẽ đón em về Thăng Long, nhớ không mang theo hai đứa Nguyễn Tự mang dòng máu của tôi để làm gì cho nhục thể hoàng tộc ta. Anh của em Xuân Nhượng Công Lê Duy Cầm. Dạ thưa hoàng cô, việc đánh Phú Xuân sớm hay muộn là tùy hoàng cô. Khi binh tình của Huệ, hoàng cô đã báo rõ à. Ra là thế, quân đại quốc đã đến Thăng Long. Dạ. Tử tôn chiêu thống đã trở về. Dạ. Vậy khi nào họ đánh Phú Xuân? Và nếu đón ta thì đón thế nào? Dạ thưa hoàng cô, khi quân ta ập đến nơi này, cháu sẽ đón người nơi cửa bắc. Nhưng
hoàng cô không được mang theo hai đứa quyển tử của quân phản tặc. Này hoàng cô, ngươi, chính các ngươi mới là quân phản tặc, là kẻ nước môi về dày mã tổ, là kẻ ngang tông cầu răng cắn gà già. Tổ tiên ta, tổ tiên ta đời hoàng tuyển hoàng xế xót xa, mới vôi vô nhục ngàn đời không rửa nổi. Hoàng cô, còn Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ đã làm gì các ngươi mà các ngươi manh tâm phản bội ta hỏi ngươi? Nếu không có bắt Bình Vương thì triệu lễ ta, liệu các con trăng xa tắt sơn hà? Ngươi nghĩ lại xem ba năm trước đây, nếu các Bình Vương chẳng đến đất hà nạn cứu binh ngày ấy, ai mà đáng lo lắng? Thấy lòng quyền của Trịnh Bá Năm tạo trời ai thế còn thiên lại kiếm triều đình nén hương lắm. Bảo tàng phó ngựa sắp lắm, muôn dân đồ thắng hồng ngon trời. Lời phía trong bức thư này hẳn lễ triều thắng đặt bày như thế nào, đang dùng những tấm lễ rằng chẳng phải binh quân nhân quyết không để tiền phạm chân hải nội. Người đi đi, đi mau rồi vui nơi này về cùng chiêu ngắm xếp bày thế nương, để rồi tìm bắt ngàn cô không chừa hết vết nhơ. Là do chiêu thống hoàng huynh của tôi đã thảo ra, chứ bây giờ hoàng cô khác xưa nhiều quá. Dạ thưa hoàng cô, nhân đây cháu hỏi đôi lời, nhân đây cháu hỏi đôi lời, vì sao cô yêu con người giả nhân? Bây mẫu hữu chỉnh tăng công vẫn đương quệ nơi thanh lòng. Ngày sau đại sứ tam tần quệ sai bằng nhận viết nhận thưởng tình, mấy điều chỉ muốn ăn dân chẳng đâu vò mà tây sơn. Tây sơn thì cô gần gũi một con người hiểm ác như vậy mà không thấy sợ, mà còn yêu còn quý được sao cô? Duy chi ngươi là kẻ tối tâm cổ hủ, thì hiểu làm sao, hiểu làm sao nhân cách bắt Bình Vương? Nếu Huệ là kẻ tiểu nhân chứ không phải là bậc anh hùng, thì triều lê ta đã lọt vào tay Huệ từ năm Bính Ngọ. Ngọn cờ diệt Trịnh phò lê vẫn được bắt Bình Vương tôn giữ, còn việc giết Văn Nhậm và Hữu Trình hai bộ tướng của mình, ta cho rằng Huệ làm như vậy là hoàn toàn xác đáng. Dạ thưa hoàng cô, như thế nào gọi là xác đáng thưa hoàng cô? Vì Huệ sai Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm ở lại trấn An Bắc Hà để phò tá nhà Lê ta, nhưng Chỉnh lại suối vua làm điều bậy, còn Vũ Văn Nhậm thì hống hách hà hiếp muôn dân, lại có cơ mưu làm phản. Nếu không giết thì nguy hại đến nhường nào? Dạ, nhưng xưa họ là người của ta, mà nay sao lại? Hôm qua họ là người tốt nên ta xem họ là bạn, nhưng hôm nay họ làm điều nguy hại đến sinh linh thì phải xem họ là thù. Không nói đâu xa, chính các ngươi cũng thế.
hôm qua các ngươi còn là thân thích của ta, nhưng hôm nay với việc rước quân Thanh về giày xéo non sông, làm mất đi sự bình yên của trăm họ trăm nhà, thì các ngươi cũng trở thành kẻ thù của ta. Ngươi hiểu chứ? Hoàng cô, đây lệnh bài của ta, chút nghĩa tình cuối cùng đối với hàng tôn tử, người hãy cầm lấy mà đi ngay ra khỏi Phú Xuân. Ví bằng ngươi còn muốn trò lá bân tình của Bắc Bình Vương, thì cái đầu của ngươi té rằng khó lầm chứ nói. Xin hoàng cô hãy nghĩ lại. Đi đi hoàng cô. Đi đi hoàng cô. Đi đi. Mất đi sự bình yên của trăm họ trăm nhà, thì các ngươi đã